Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị ép nút cục hận 18 tháng, cơ hội đến, Lương Cường có dám quật Phan Văn Giang hay không? Vụ án Việt Á đang tạm lắng sau khi đã thiêu rụi hàng loạt những nhân vật lớn nhỏ. Tổng cộng hơn 70 người đã dính chàm, trong đó có hai cựu bộ trưởng, một cựu thứ trưởng. Vụ án này được xác định là ngòi nổ đang dẫn tới Bộ Chính trị. Trước mắt thì ít nhất hai nhân vật trong tứ trụ có liên quan, đó là Phạm Minh Chính với Nguyễn Xuân Phúc. Ngoài tứ trụ, nhân vật to nhất có liên quan đến Việt Á là Phan Văn Giang với vai trò là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Phan Văn Giang đã để cho Học viện Quân y tạo ra nghiên cứu giả, giúp cho Việt Á lừa gạt người bệnh trên toàn Việt Nam. Và vụ Việt Á, nếu đối thủ chính trị của ông Phan Văn Giang biết lợi dụng thì có thể quật được. Vậy đối thủ chính trị của Phan Văn Giang là ai là câu hỏi đang được đặt ra. Đó chính là Lương Cường, đang là Ủy viên Bộ Chính trị, nắm Tổng cục Chính trị. Nếu Phan Văn Giang sảy chân thì rất có thể Lương Cường sẽ lên thay. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang, đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Trước đại hội lần thứ 13 khá xa vào ngày 29 tháng 1 năm 2019, lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng trong Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Lương Cường. Tuổi của ông Ngô Xuân Lịch tính đến năm 2021 là vượt quá 65 tuổi, xem như không còn cơ hội để giữ chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lúc đó ông Lương Cường là người mà Nguyễn Phú Trọng sẽ cơ cấu để giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay cho Ngô Xuân Lịch. Tuy nhiên, đến hội nghị Trung ương lần thứ 14 đã diễn ra vào tháng 12 năm 2020 thì trong Bộ Quốc phòng nổi lên một nhân vật mới, đó là Phan Văn Giang. Khi đại hội lần thứ 13 diễn ra, cả ông Phan Văn Giang và ông Lương Cường đều trúng cử vào Bộ Chính trị, và lúc này Bộ Quốc phòng xuất hiện hai con hổ. Như vậy, chuyện đấu nhau tranh giành chức bộ trưởng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, sau thời gian đấu nhau thì Phan Văn Giang đã thắng và giành được chiếc ghế bộ trưởng. Còn Phan Văn Giang thắng nhưng ông Lương Cường lại phải ôm cục hận ngồi lại chiếc ghế cũ. Về ghế Tổng cục Chính trị của ông Lương Cường thực tế là dưới quyền ông Phan Văn Giang, trong khi ông Phan Văn Giang lên đại tướng sau ông Lương Cường những 2 năm. Tại hội đảng lần thứ 13 vào năm 2021, chứng kiến lần đầu tiên từ rất lâu hai lãnh đạo quân đội cùng một lúc được bầu vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phan Văn Giang lúc đó là Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được bầu vào danh sách có 18 thành viên của Bộ Chính trị Việt Nam lúc đó. Đây là hình ảnh ông Lương Cường chưa thể quên thất bại lần trước Phan Văn Giang cách đây 2 năm. Sang đại hội đảng toàn quốc lần thứ 8, ngày tháng 6 năm 1996, cả hai ông Đoàn Khuê và Lê Khả Phiêu khi đó tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị. Lúc này, ông Lê Khả Phiêu được phân công làm Thường trực Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ của Trung ương. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phạm Văn Trà cũng được bầu vào Bộ Chính trị lúc này. Thế là cuộc chiến xảy ra. Đoàn Khuê luôn hăm he đọa dọa đoạt ghế bộ trưởng. Cuối năm 1997, Đoàn Khuê bị ngã bệnh bí ẩn, buộc phải nghỉ hưu và ông Phạm Văn Trà thay thế vào tháng 12 năm 1997. Cũng tại hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương họp từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 12 năm 1997 khi đó, ông Đỗ Mười đã chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư thay thế bằng ông Lê Khả Phiêu. Nếu không, để ông Lê Khả Phiêu lại trong quân đội thì khó tránh cuộc chiến tranh giành giữa Lê Khả Phiêu và Phạm Văn Trà. Đây là hình ảnh vụ Việt Á là tử huyệt của Phan Văn Giang. Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện nay rất hiếm khi có cả hai ủy viên Bộ Chính trị. Vì hai ủy viên Bộ Chính trị thì xảy ra sư tử đấu với nhau trong nội bộ. Hiện nay Lương Cường đang ôm cục hận to tướng và ông Cường đang chờ thời. Chờ cho tới khi ngọn lửa Việt Á cháy đến chiếc ghế của Phan Văn Giang thì Lương Cường có lẽ sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Vì thế hiện nay nhiệm vụ của Phan Văn Giang là phải chống lại ngọn lửa của Việt Á, nếu không thì sẽ bị Lương Cường quật không thương tiếc. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khui bí mật ít ai ngờ, sở thích quái đản của ông Tổng.
Từ nhiều năm nay, người ta luôn nghĩ rằng ông Trọng dựng lò đốt tham nhũng là vì thanh danh trong sạch của ông, và rất nhiều người cũng đồng tình như vậy. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số nhà phân tích tâm lý và hành động của ông Nguyễn Phú Trọng thì lại cho rằng ý kiến khác đi. Không phải là không có lý người ta căn cứ vào những hành động và cảm xúc của ông Tổng gần đây. Ông Trọng có sở thích muốn được người khác khóc lóc, năn nỉ. Và mục đích của ông đã đập cho quan chức thân bại danh liệt để được nghe những tiếng van xin, tiếng xin lỗi. Một sở thích có phần rất quái đản. Vào ngày 23 tháng 6, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 1 ở thành phố Hà Nội. Cuộc họp này không phải là báo cáo của những gì đã diễn ra ở Quốc hội, mà là lần kể công khai rất khoái chí. Ông Trọng say sưa kể về thành tích ông triệt hạ Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội. Ông Trọng say sưa kể về việc xử lý kỷ luật cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh do liên quan đến đại án của công ty Việt Á vừa qua như là thành tích vô tiền khoáng hậu của cá nhân mình. Ông kể rằng chiều ngày 4 tháng 6, Bộ Chính trị họp thảo luận rất kỹ trường hợp của hai ông Nguyễn Thành Long, Chu Ngọc Anh. 100% số biểu quyết yêu cầu kỷ luật cả hai trường hợp này, cách tất cả các chức vụ. Tiếp đó vào ngày 6 tháng 6, Trung ương họp hội nghị bất thường thảo luận hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Bộ Chính trị. Trung ương Đảng cũng bỏ phiếu gần như tuyệt đối hoàn toàn, đồng ý là phải khai trừ Rõ Khải Đảng. Ngay tối 6 tháng 6, Chính phủ đã họp đề nghị Quốc hội cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế của ông Nguyễn Thành Long vào sáng ngày 7 tháng 6. Sau đó, chiều ngày 7 tháng 6, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam các ông Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh để tiếp tục điều tra. Ông Trọng nói, rất ngắn, trong một ngày rưỡi thôi, dù tình hình chống dịch đang ở giai đoạn phức tạp nhưng vẫn cương quyết xử lý. Đây là hình ảnh Trịnh Xuân Thanh hiểu sở thích quái đản của ông Trọng nên đã tận dụng khóc lóc van xin. Ông Trọng hứng thú nhất khi nói rằng lúc đầu chưa nhận thức được hết sai phạm nhưng cuối cùng đều nhận hết, xin lỗi Đảng, xin lỗi Tổng Bí thư rồi hứa hẹn sửa chữa thế này thế khác. Bệnh này được gọi là bệnh say quyền lực. Điều này đã được chứng minh. Ông dùng mọi thủ đoạn để ông được ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí thư đã cho thấy rất rõ điều đó, mặc dù điều lệ Đảng không cho phép. Ông cảm thấy quyền lực của ông là tuyệt đối khi dưới chân ông không có nhiều người phải quỳ gối, khóc lóc, van xin. Và chỉ có khóc lóc, van xin, nhận lỗi thì họ mới được ông ban cho ân huệ, giảm án. Trong giới quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam cấp cao, người ta đã chuyển miệng bản chất này của ông Trọng từ rất lâu. Cho nên hầu hết ai lỡ bị bắt và đưa ra tòa thì người ta sẽ dùng chiêu này để tìm kiếm sự ân huệ từ ông Tổng. Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh đều nắm được sở thích quái đản này của ông Trọng. Ra trước tòa, cả hai ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đều khóc lóc van xin ông Nguyễn Phú Trọng để mong có chỉ thị ngầm giảm án vài ba năm tù. Như ông Nguyễn Đức Chung muốn mua án tù phải bỏ ra hơn 8 tỷ đồng cho một năm giảm án. Tuy nhiên, nếu biết khóc lóc với ông Nguyễn Phú Trọng và được ông chỉ đạo ngầm thì rất có thể Nguyễn Đức Chung tiết kiệm hơn nửa triệu đô. Đây là hình ảnh Đinh La Thăng cũng vậy, cũng van xin ông Trọng như Trịnh Xuân Thành. Ông Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh được xem là hai kẻ thức thời, vừa có tin tức bị kỷ luật, cách chức và bắt giam thì hai người này khóc lóc van xin ông Nguyễn Phú Trọng ngay tại Quốc hội. Tiếng khóc này có khi đáng giá cả triệu đô chứ chẳng ít gì. Đó là lý do mà ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long thi nhau khóc, khóc van xin ông Tổng học lực lợi chứ khóc được xin nhân dân tha thứ, họ đâu có được lợi gì, nên họ không bao giờ khóc vì đã giúp cho Covid giết nhiều người dân hơn. Không biết ông Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân và Lê Thanh Hải có biết bản chất đó của ông Trọng hay không. Nếu biết rồi thì hãy tập khóc, để đến khi bị tóm, tiếng khóc đó có thể cứu cho mấy ông này rất nhiều năm tù.